I'm going to try and finish the Gospels before lunch. Alright? Chúng ta sẽ đi rất là nhanh và tôi sẽ cố gắng nói xong các sách phúc âm trước giờ ăn trưa. Now, let me just talk about the book of Mark. The book of Mark is an amazing book. But I'm going to leave you to read the book of Mark. But let me just take you to the beginning of the book of Mark and the call of discipleship. Look at Mark chapter 1. Thực ra đó thì sách Mark là một sách rất là tuyệt vời, nhưng mà tôi sẽ để cho quý vị đọc sách Mark này. Tôi sẽ chỉ nói cái phần đầu của sách Mark thôi, chỉ cần nói về sự kêu gọi của các môn đồ của Chúa Giêsu. Chúng ta xem trong Mark đoạn số 1. And you see the call of the disciples in Mark chapter 1. Verse 16 to 20. Chúng ta thấy sự kêu gọi của các sứ đồ ở trong Mark. And you see this word immediately. They were called and immediately they left everything and followed Jesus. Từ câu 16 đến câu số 20, chúng ta thấy là gì? Khi mà Chúa Giêsu gọi các môn đồ đó, thì họ lập tức bỏ mọi sự lại và đi theo Chúa Giêsu. Then you see in Mark chapter 3. Rồi chúng ta thấy ở trong Mark đoạn số 3. So first you see in Mark chapter 1, Jesus calls them. Đầu tiên ở trong Mark đoạn 1 thì chúng ta thấy Chúa Giêsu gọi họ. So he calls them and they follow him. Chúa Giêsu gọi họ và họ đi theo Ngài. Then you see in chapter 3 verse 13. Rồi chúng ta thấy trong đoạn 3 câu số 13. You see and again in chapter 3 verse 13, he went up on the mountain and he called to him those he himself wanted and they came to him. Đức Chúa Giêsu đi lên núi gọi những người Ngài muốn và họ đến với Ngài. Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach and to have power to heal sickness and to cast out demons. Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ. Now, chapter 1, he calls them. Ở trong đoạn 1 đó thì Chúa Giêsu gọi họ. Out of their old life into a new life. Từ đời sống cũ của họ trước kia bước vào đời sống mới. But there is another calling in chapter 3. Nhưng mà ở trong đoạn số 3 đó thì còn có một sự kêu gọi khác. The first call he says follow me. Sự kêu gọi đầu tiên Chúa Giêsu nói hãy đi theo ta. In chapter 3 he calls them to himself. Còn ở trong đoạn 3 đó thì Chúa gọi các môn đồ đó đến với chính Ngài. There are many people who follow Jesus. Có rất là nhiều người đi theo Chúa Giêsu. Theo đi. But there is a special place and calling for those who come to him. Nhưng mà có một cái nơi đặc biệt, một cái sự kêu gọi cho những con người được kêu gọi đến với Ngài. And he appoints them. Và Chúa chỉ định những con người đó. So there's a general calling. Có một sự kêu gọi phổ thông. Then there's a specific appointment. Và một sự giống như là chỉ định hoặc là cụ thể. From chapter 1 to chapter 3, they were following him. Từ đoạn 1 đến đoạn số 3 đó, thì họ đi theo Chúa Giêsu. But then in chapter 3, he calls them to himself and he appoints them. Nhưng ở trong đoạn 3 đó thì Chúa Giêsu gọi họ đến với chính Ngài và Chúa lập họ. Đó. But look at verse 14. Chúng ta xem câu 14. He appointed 12. Ngài lập 12 người. That they might be with him. Để ở với Ngài. And that he might send them out. Và sai họ đi truyền giảng. To preach. Để truyền giảng. And to have power. Và ban cho họ thẩm quyền. Look. I'm trying to show you the difference between the crowd that follows. Tôi muốn chỉ cho anh chị em thấy cái sự khác biệt giữa đám đông mà đi theo Chúa and disciples who are appointed. Và những người môn đồ là những người được lập lên. In Jesus' lifetime, ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu, when he was on earth, ở trên đất này, there were thousands who followed him. Có hàng ngàn người đi theo Chúa Giêsu. And sometimes they followed him because they wanted food. Nhiều lúc họ đi theo Chúa vì cơm áo gạo tiền, thế rồi đói quá đi theo Chúa Giêsu. Or they followed him because they wanted healing. Hoặc là họ đi theo Chúa Giêsu vì muốn có sự chữa lành. Some people followed him because they just wanted to see the miracles. Có người đi theo Chúa Giêsu bởi vì tò mò muốn nhìn thấy phép lạ.
And you'll see in the church life, you'll see many followers. Rồi ở trong các hội thánh chúng ta thấy có nhiều người, gọi là những người đi theo Chúa Giêsu. They are observers. Họ là những người gọi là quan sát viên. Sometimes they're just there to see and observe. Đôi lúc họ chỉ đến đó để mà quan sát, để xem. So there's a big difference between the crowd that follows and the 12 that were appointed. Vì thế có một sự khác biệt giữa đám đông đi theo và những môn đồ Chúa chỉ. And I think this is the key here. Và tôi tin đây chính là chìa khóa. Are you part of a crowd that's following, or are you part of the 12 that's appointed? Chúng ta là thuộc về số đông đi theo, hay là chúng ta thuộc về số 12 môn đồ được Chúa lập lên? How do I know the difference? Làm sao tôi biết được sự khác biệt? See, when I'm following, khi tôi đi theo, if I'm just the crowd that follows, nếu tôi chỉ là đám đông đi theo, I can follow today, tomorrow I may not follow. Hôm nay mình đi, ngày mai mình không còn theo nữa. If you come to church on Sunday in New Zealand, ngày Chủ nhật nếu mà quý vị đi nhà thờ tại New Zealand đó, every Sunday, mỗi ngày Chủ nhật, you might find some people come to church, some people don't come to church. Thì quý vị sẽ thấy có người đi nhà thờ và có người không đi nhà thờ. This surprised me a lot when I went to New Zealand. Khi mà tôi mới tới New Zealand thì điều này làm cho tôi vô cùng là ngạc nhiên. And I don't mean to judge. Nói ở đây không phải là phán xét. I'm making an observation. Mà tôi chỉ nêu ra cái quan sát của mình. The difference between Malaysian Christians and New Zealand Christians. Sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân người Malay với là Cơ Đốc nhân New Zealand. In Malaysia, ở tại Malay, I can't speak for Vietnam, but in Malaysia, tôi không thể nói ở Việt Nam, nhưng mà ở tại Malay, a Christian will come to church every Sunday. Cơ Đốc nhân đó là Chủ nhật nào họ cũng đi nhóm hết. It doesn't. If they're not there on Sunday, either they are sick or they are away from the city. Nếu họ không có đi nhóm vào ngày Chủ nhật đó, một là họ bị bệnh, hai là họ đi xa khỏi thành phố đó. If you're a Christian, nếu là một Cơ Đốc nhân, if it's Sunday morning, nếu sáng Chủ nhật, you're in church, ở trong hội thánh. Then I went to New Zealand. Đó là ở Malaysia, nhưng mà khi tôi đến New Zealand, I was surprised to see in New Zealand, tôi ngạc nhiên khi thấy ở New Zealand that Christians don't go every Sunday to church. Là không phải Chủ nhật nào họ cũng có đi nhóm đâu, đi nhà thờ đâu. The average going to church maybe once every 2 weeks, sometimes even once every 3 weeks. Thế cái tần suất họ đi nhà thờ là như thế này, có thể 2 tuần họ đi 1 tuần, 3 tuần họ đi 1 tuần. So when I first went to New Zealand, cho nên khi mà tôi mới đi đến New Zealand, I wasn't pastoring a church. Thế lúc đó tôi chưa có làm mục sư hội thánh. So we would go to church on Sunday. Vì thế chúng tôi đi nhóm vào ngày Chủ nhật. And this was a fairly big church. Và đây là một hội thánh khá là lớn. And people will come every Sunday to me. Và mỗi ngày Chủ nhật như vậy đó, người ta đến với tôi. Because I stand out, my color was a bit different from their color. Bởi vì tôi nổi trội, bởi vì màu da của tôi còn là khác biệt so với họ. Just a little bit different. Khác một chút thôi. And every Sunday, và mỗi ngày Chủ nhật, someone will come to me. Có người đến với tôi. And ask me, is this your first time in church? Và họ nói là, đây có phải là lần đầu tiên anh đi nhà thờ không? Sometimes, after 3 years, people will still come to me and ask me, is this your first time in church? Và đôi khi đó, quý vị sau 3 năm đó, họ gặp lại tôi, họ nói là, ôi chị lần đầu tiên đi nhà thờ. There's a reason why. Quý vị hiểu kỹ ở đây không? There's a reason why they're asking me. Họ có lý do nên họ mới đặt cái câu hỏi đó. Because I'm there every Sunday. Bởi vì Chủ nhật nào tôi được đi hết. They are not there every Sunday. Họ 3 năm họ mới xuất hiện, họ mới hỏi lại. So in their mind, it's my first time. Và cái đầu họ nghĩ là đó là lần đầu tôi đi nhà thờ. It's not my first time. Nó không phải là lần đầu của tôi. You don't come every Sunday. Bởi vì Chủ nhật nào đâu phải Chủ nhật nào anh cũng đi nhóm đâu. So you forget I was part of your church. Cho nên bạn quên mất tôi là một phần của hội thánh này. It puzzles me. It surprised me. Điều này làm cho tôi gọi là giống như là rối cũng như là ngạc nhiên vô cùng. You know? Now again, I'm not making a judgment. Tôi không có xét đoán gì cả. I'm making an observation. Tôi chỉ có cái quan sát như vậy thôi. But I realize something. Nhưng mà tôi nhận ra một điều. There are many followers who follow Jesus. Có rất là nhiều người đi theo Chúa Giêsu. But there are not many disciples. Nhưng mà không có nhiều môn đồ. And there's a big difference. Đó là sự khác biệt lớn. A follower follows when he pleases. Người đi theo á thì vui thì theo, không vui thì thôi không theo. A follower follows Jesus when the good times are there. Người đi theo Chúa Giêsu đó, nhưng mà phật thì theo
A follower follows Jesus when things are going well. À, đúng không? Thuận thì theo, còn không thuận thì thôi không theo. A disciple follows Jesus every day. Còn môn đồ đó thì đi theo Chúa Giêsu mỗi ngày. And Jesus made a difference between the call to follow and the appointment to be disciples. Và Chúa Giêsu đúng không? Nêu rõ sự khác biệt giữa việc được kêu gọi để đi theo Ngài và được kêu gọi để trở thành môn đồ của Ngài. A disciple, một người môn đồ, does this one thing very clearly. Thì làm một điều này rất là rõ ràng. That they might be with him. Để làm gì? Để họ được ở với Ngài. They might be with him. Để ở với Ngài. A disciple is always with Jesus. Một người môn đồ đó thì luôn luôn ở với Chúa Giêsu. Good day, bad day, a disciple is with Jesus. Dù ngày tốt hay là ngày xấu, vẫn luôn luôn đi theo Chúa Giêsu. Tough times, easy times, a disciple is always with Jesus. Lúc khó khăn, lúc dễ dàng, người môn đồ luôn luôn ở với Chúa Giêsu. Stormy weather, good weather, a disciple is always with Jesus. Ông ông trời, quán mây tạnh hay dông bão cuộc đời, họ vẫn ở với Chúa Giêsu. That's the difference between a disciple and a follower. Đó là sự khác biệt giữa người đi theo Chúa Giêsu và môn đồ của Chúa Giêsu. He appointed them. Chúa Giêsu lập họ lên. That they might be with him. Để họ được ở với Ngài. Then, rồi, that they might, he might send them out to preach and to have power to heal. Rồi sau đó Chúa mới sai họ đi truyền giảng và ban cho họ quyền năng để chữa lành. Everybody wants power to heal. Ai cũng muốn có quyền năng để chữa lành hết. Everybody wants power to cast out demons. Ai cũng muốn có quyền năng để mà đuổi quỷ hết. But look at the first line before you look at the second line. Nhưng mà chúng ta hãy xem dòng đầu tiên trước khi xem dòng thứ hai. The first line says that they might be with him. Dòng đầu tiên thì nói là để họ ở với Ngài. It is the being with God that allows you to do God's work. Nhờ việc chúng ta ở với Chúa đó thì nhờ đó chúng ta mới làm được điều mà Chúa muốn chúng ta. Everybody wants to do God's work. Ai cũng muốn làm công việc của Chúa hết. But they don't want to spend that time being with God. Nhưng mà họ không muốn để khi giờ đó để ở với Ngài. Because being with him that he might send them out. Ở với Ngài để Ngài sai họ đi ra. So there was a difference between the call to follow and the appointment to be disciples. Vì thế có một sự khác biệt giữa sự kêu gọi để đi theo và sự lập lên để trở thành môn đồ. In leadership of the church, this is a critical thing. Trong sự lãnh đạo trong hội thánh đó, đây là một điều vô cùng quan trọng. Just because a person is talented doesn't mean they should be in leadership. Một người đúng không có tài năng thì chưa chắc nên lập người đó làm lãnh đạo. Just because a person has resources doesn't mean they should be in leadership. Chỉ vì ai đó cũng mà có tài nguyên của cái đúng không xe hơi thì không có nghĩa là phải lập người đó lên làm lãnh đạo. Because they could just be followers and not disciples. Bởi vì ai biết được họ có thể chỉ là người đi theo mà không phải là môn đồ. The key to appointment of leadership in church is this. Yeah. Chìa khóa để chúng ta lựa chọn người lãnh đạo ở trong hội thánh là như thế này. Do they know how to be with Jesus? Họ có biết cách để ở với Chúa Giêsu hay không? Do they know how to be with Jesus? Họ có biết cách để ở với Chúa Giêsu hay không? Because it is in the being that a person knows how to do. Bởi vì khi họ ở với Chúa thì lúc đó họ mới biết phải làm gì. When the disciples, when Peter and John had done the miracles, khi mà sứ đồ Giăng và Phi-e-rơ đã làm phép lạ, the Pharisees looked at them. Người Pha-ri-si nhìn họ, and they said this thing, và họ nói điều này. They recognized that they had been with Jesus. Họ nhận ra rằng những người đó đã ở với Chúa Giêsu. See, the being that's so important. Vì vậy thấy cái being đó, cái ở đó, đó ở với Chúa Giêsu là cái đó rất là quan trọng. Be with him. Ở với Ngài. Then you preach. Yeah. Thì sau đó mới đi giảng. Be with him. Ở với Ngài. Then you heal. Rồi đi trở lại. Be with him. Ở với Ngài. Then you cast out demons. Rồi đi đuổi quỷ. Amen. 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 Let me take you to the Gospel of Luke. And I want to talk to you about prayer. Chúng ta xem ở trong sách Luca và tôi muốn nói về sự cầu nguyện. Luke speaks a lot about prayer. Ông Luca nói rất nhiều về sự cầu nguyện. Because a human being cannot sustain yourself as a human being without prayer. Là con người đó thì chúng ta không thể nào giống như là
bảo toàn đúng không ạ? Cái con người đó của chúng ta nếu không có sự cầu nguyện. Our frailty as a human being. Our frailty, our weakness as a human being demands that we lean on God in prayer. Sự yếu đuối của con người chúng ta đòi hỏi chúng ta phải nương dựa vào Đức Chúa Trời. So you look at Luke chapter 11. Chúng ta xem ở trong Luca đoạn 11. And this is a very familiar passage of scripture. Đây là phân đoạn kinh thánh rất là quan trọng. All of you could preach from this. Tất cả quý vị ở đây đều có thể lấy phân đoạn này để mà. I think it's still important for us to go through this. Nhưng mà tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta cũng cần phải đi qua đoạn này trở lại. So let's follow me with this passage of scripture. And Jesus is teaching them how to pray. Chúa Giêsu dạy cho họ cách cầu nguyện. It opens up with this verse. Và bắt đầu như thế này. Luke chapter 11. Đoạn 11. It came to pass as he was praying in a certain place. Bắt đầu như thế này. Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện ở một nơi kia. When he ceased, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray." Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. The first thing you need to realize is, điều đầu tiên chúng ta cần nhận ra, they asked him to teach them to pray because they noticed he prayed a lot. Họ nhờ Chúa Giêsu, ông bảo Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện bởi vì họ thấy là Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất nhiều. Prayer is a lifestyle and not an activity. Cầu nguyện là một lối sống chứ không phải là một hoạt động. You don't just go for a prayer meeting. Chúng ta không chỉ đến một buổi nhóm cầu nguyện. You just don't pray once a day. Chúng ta không chỉ cầu nguyện một lần một ngày. Pray is your lifestyle. Cầu nguyện là lối sống của chúng ta. They noticed that in Jesus. Họ đã nhận thấy điều đó ở trong Chúa Giêsu. So after he prayed one day. Vậy thì sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện một ngày rồi, one of them asked him. Thì một môn đồ hỏi ngài. Said, "Teach us to pray." Thầy ơi, xin hãy dạy chúng con cầu nguyện. Because when you are a prayerful person, bởi vì nếu mình là một người kiêu ngạo đó, you will influence others to pray. When you are a prayerful person, nếu mình là, xin lỗi quý vị, nếu quý vị là một người cầu nguyện đó, you will influence others to pray. Thì chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác để họ cầu nguyện. If you want your church to grow, if you want your church prayer meetings to grow, you better pray. Nếu mà chúng ta muốn con dân Chúa trong hội thánh của mình cầu nguyện với nhóm, cầu nguyện của mình đông đúc con cái Chúa cầu nguyện, thì mình phải cầu nguyện. If you want people to pray, you pray. Nếu mình muốn con dân Chúa cầu nguyện, thì mình phải cầu nguyện. Because your prayer will influence others to pray. Bởi vì sự cầu nguyện của mình ảnh hưởng người khác để họ cầu nguyện. Teach us to pray. Hãy dạy chúng con cầu nguyện. Prayer is infectious. Cầu nguyện đó nó lây nhiễm vô cùng đúng không? When you are a prayerful person, nếu quý vị là người cầu nguyện, it will influence others to pray. Nó sẽ ảnh hưởng người khác cầu nguyện. But prayer is also something that can be taught. Nhưng mà sự cầu nguyện cũng có thể được dạy dỗ. Teach us to pray. Hãy dạy chúng con cầu nguyện. So you can pass on your prayerful lifestyle. Vì thế chúng ta có thể giống như là chuyển giao cái đời sống cầu nguyện của chúng ta. You know where our children learn to pray? Anh chị em có biết lúc nào thì con cái chúng tôi học để cầu nguyện không ạ? They watch the parents pray. Lúc mà chúng xem cha mẹ của chúng cầu nguyện. Parents who don't pray, cha mẹ nào mà không cầu nguyện, I can guarantee you your children won't pray either. Thì đảm bảo con cái cũng không cầu nguyện. Because we influence. Bởi vì chúng ta ảnh hưởng mà. To our lifestyle. Qua lối sống của chúng ta. Every morning my wife and I would gather and pray. Mỗi sáng như vậy, hai vợ chồng tôi gọi là hiệp nhau lại để cầu nguyện. Our children have known this. Và con cái của chúng tôi biết điều này. They know the first thing in the morning. Chúng biết điều đầu tiên vào buổi sáng. My wife and I will sit down and we pray together. Vợ chồng chúng tôi ngồi lại với nhau và cầu nguyện. Before the work begins. Trước khi công việc bắt đầu. Even when they were going to school. Và ngay cả khi chúng đi học. Before as they were getting ready to go to school. Trước khi chúng chuẩn bị sẵn sàng để mà đi đến trường. They knew mom and dad would be together in prayer. Thì chúng biết là cha mẹ cùng nhau cầu nguyện. Until today. Cho đến ngày hôm nay. As they are adults. Khi chúng ta lớn lên rồi. They know mom and dad pray every morning. Chúng biết là cha mẹ cầu nguyện vào mỗi buổi sáng. When they come back home for holidays, khi mà chúng trở về nhà vào kỳ nghỉ, they know mom and dad still pray together every morning. Và chúng biết rằng cha mẹ vẫn cầu nguyện với nhau vào mỗi buổi sáng.
prayer is infectious. Và sự cầu nguyện nó lây nhiễm khi chúng ta hiểu cái nghĩa này. People learn to pray when they see your prayerful life. Người ta học để cầu nguyện khi họ thấy đời sống cầu nguyện của quý vị. Lord, teach us to pray. Chúa ơi, xin hãy dạy chúng con cầu nguyện. Then Jesus said this. Rồi Chúa Giêsu nói điều này. When you pray, khi các ngươi cầu nguyện, pray like this. Hãy cầu nguyện như thế này. And it starts with our Father in heaven. Chúa Giêsu bắt đầu lấy Cha chúng con ở trên trời. The word Father in the Greek. Chữ Cha trong tiếng Hy Lạp. Abba. Abba. Or Pater. Or Pater. Is the normal language a little child we call the father. Là ngôn từ thông thường mà một đứa bé gọi người cha của mình. What did you say that Vietnamese call children call your dads? Còn ở trong tiếng Việt thì em bé gọi cha của mình như thế nào? Bằng từ nào? Ba. That's the word that Jesus used to call God Father. Đó là từ đầu tiên mà Chúa Giêsu sử dụng để gọi Đức Chúa Trời là Cha. He said, when you pray, khi các ngươi cầu nguyện, pray like this, hãy cầu nguyện như thế này. Ba in heaven. Ba ở trên trời. This was something very unique that Jesus was teaching them. Đây là một điều vô cùng là độc đáo mà Chúa Giêsu dạy họ. Because the Jew will never pray and address God as a normal ordinary name like Papa. Bởi vì người Do Thái là họ không bao giờ cầu nguyện hay là đề cập đến Đức Chúa Trời giống như là Abba, một cái ngôn từ rất là thông thường. You can't call God Ba. Không thể gọi Đức Chúa Trời là Ba được. He is God. Ngài là Đức Chúa Trời. He is not your little daddy. Ngài không phải là ông bố nhỏ nhỏ xinh xinh đâu. He is God. Ngài là Đức Chúa Trời. But here's Jesus teaching them. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu dạy họ. When you come to God, khi các ngươi đến với Đức Chúa Trời, and you want to learn how to pray, và các ngươi muốn học cách cầu nguyện, start first by calling Him in His rightful name. Hãy bắt đầu bằng cách gọi Ngài bằng đúng cái tên của Ngài. Sure, He is Elohim. Chắc chắn Ngài là Elohim. Yes, He is Adonai. Vâng, Ngài là Adonai. Yes, He is Yahweh Yireh. Vâng, Ngài là Yahweh, đấng tiếp trợ, đấng Yireh. Yes, He's got all these magnificent names. Tất nhiên Ngài có tất cả các danh xưng vô cùng là oai nghi. And He's revealed Himself by these magnificent names. Và Ngài đã tỏ chính mình Ngài qua các danh xưng vô cùng là oai nghi đó. But when you go to your Father in heaven, nhưng mà khi các ngươi đến với Cha của mình ở trên thiên đàng, you go to Him. Các ngươi đến với Ngài. And you say, Ba. Và các ngươi hãy nói, Ba. 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 There's a sound that comes from your inner spirit. Tức là có một cái âm thanh đến từ cái tâm linh bên trong. That recognizes that you are a little child. Và nhận ra rằng mình là một coming, con nhỏ bé. Coming to a loving father. Đến với người cha yêu thương. But he's also you notice that he says, Ba in heaven. Nhưng mà chúng ta để ý là Chúa Giêsu nói là gì? Cha trên thiên đàng. He says that. Chúa Giêsu nói điều đó. Because there's a difference between a father on earth, bởi vì có sự khác biệt giữa cha trên đất, and a father in heaven, với là cha trên trời. Earthly fathers, cha trên đất, some are good fathers, có người cha thì là cha tốt. Some are mean fathers, có ông cha lừa đảo. Some fathers are abusive fathers, có những ông cha lạm dụng. Okay. So when you use the name father, vì thế khi mình sử dụng từ cha, and if you had an abusive father, khi mà mình sử dụng từ đó, mà trong khi đó mình có một ông cha làm nhục, you be going father, thì mình nói ôi cha. If your father used to hit you every day, nếu mà ông cha của mình ngày nào cũng đánh mình hết, and you go to God and call Him father, và mình đến với Đức Chúa Trời và gọi Ngài là cha, you are wondering when is He going to hit you. Mình lo là không biết là Chúa có đánh mình hay không. If your father, when you go to your father, khi mà mình đến với cha của mình, when you were young, lúc mà mình còn nhỏ, and you go to talk to your father, và mình đến nói chuyện với cha, and he yells at you, và ông cha la hét, go away, đi đi mày, stop disturbing me, đừng có làm phiền tao nữa. When you go to God, khi mình đến với Đức Chúa Trời, you are scared you might be disturbing God, mình sợ là mình làm phiền Chúa. So Jesus was very clear when he said, when you call him Ba, cho nên Chúa Giêsu nói là khi các ngươi gọi Ngài là, he is different from your father, thì Ngài khác với cha thuộc thể của các người. He is the heavenly father. Ngài là cha thiên thượng.
Heaven is not earth. Thiên đàng thì không phải là đất. Heaven is perfect. Thiên đàng là trọn vẹn. He is the perfect father. Ngài là người cha toàn hảo. I used to tell my children. Tôi thường nói, tức là thường cho đen, thường nói với con gái của mình. I love my children. Tôi yêu con gái của tôi. I love them dearly. Tôi rất là yêu thương chúng. I will give up anything for my children. Tôi có thể bỏ mọi sự vì con gái của mình. And they know that. À, chúng biết điều đó. So it's a problem for me. Thì thế đây là một cái nan đề đối với tôi. Because whenever they want something, bởi vì bất cứ khi nào chúng muốn cái gì đó, they will call me. Thì chúng gọi điện cho tôi. Because they know my wife will be able to say no. Bởi vì nếu mà gọi cho vợ tôi là chúng biết là thế nào bà cũng nói không. I don't know how to say no. Nhưng mà tôi thì không biết làm như thế nào để có thể nói không. My daughter is the worst of all. Và con gái tôi là tệ nhất. If she wants something, nếu mà nó muốn cái gì đó, she will ask me. Thì nó sẽ xin tôi. Because she knows I don't know how to say no to her. Bởi vì nó biết cha nó không biết nói không. If she wants to get this expensive makeup. Và thế là gì? Nó muốn giống như là đi trang điểm và tốn tiền, đắt tiền. She tell her mother. Và đi gặp vợ, đi nói với mẹ của nó. The mother say you don't need so expensive. Và mẹ nói con không cần phải trang điểm đắt tiền như thế đâu. I work and I don't have expensive makeup like that. Và mẹ đi làm nhưng mà mẹ không bao giờ đi trang điểm mà tốn tiền bạc nhiều như thế vậy. So đâu? Quietly come to see me. Thế là nó nhẹ nhàng đó, nó từ tôi nó đến gặp tôi. And she said, Dad, she won't tell me she that my wife already said no. Mẹ xin lỗi, vợ tôi thì đã nói không rồi đó. She won't tell me that mama said no. Con gái tôi không có đến với tôi và nói là mẹ đã nói không. But she come to me. Nhưng mà nó đến với tôi. Talk to me, how are you, Daddy? Nó là bố ơi, bố khỏe không bố? Do you have a busy day? Hôm nay bố có bận lắm không? Then she say, I need some money. Rồi bố ơi, con cần chút tiền. She said, why? What do you need for? Ủa chứ không cần tiền làm gì con? This is very important makeup I must have. Cha ơi, nhà con cần con có một ca là trang điểm rất là quan trọng. It's good for my skin. Và nó và tốt cho da của con lắm tại vì nó đen. Of course, if it's good for her skin, I want it for her. Bởi vì nó tốt cho da của nó cho nên chắc chắn tôi phải muốn. I said, sure. Nhưng mà ổn chắc chắn rồi con. How much is it? Bao nhiêu vậy? $80. $80. $80 is một khoảng triệu bảy. How much is $80? In dollars. $2,000. $1,700,000. Khoảng một triệu bảy đó. But I already said yes. Nhưng mà lỡ nói, vâng rồi. Now I got a problem. Bây giờ tôi gặp rắc rối. Because I'm going to go and tell my wife. Bởi vì tôi phải đi trình với vợ nữa. She is going to scold me. Thế nào cũng bị vợ la. So I will go to her. Thế là tôi đi gặp vợ. How are you, honey? Em yêu khỏe không em? Did you have a good day? Hôm nay ngày của em tốt lành không? I accidentally spent $80. Em ơi, anh nói chung là tình cờ anh lỡ xài hết $80 rồi. She said, oh, what happened? Chuyện gì xảy ra vậy anh? I said yes for Beth to buy her makeup. Và con gái nó nói đi trang điểm và anh lỡ nói được rồi. Then my wife will go, wow! Bắt đầu là quý vị hiểu rồi đó đúng không? She won't scold me. She scold my daughter. Vợ tôi không có la tôi mà la con gái. But my daughter already got her makeup. Nhưng mà lỡ đi trang điểm mất rồi la gì được nữa. She learned this right from when she was young. Con bé học cái điều này từ lúc mà nó còn nhỏ. When they were all little children. Khi mà chúng còn nhỏ đó. My two boys were a little older. Thì hai con trai của tôi thì nó lớn tuổi hơn. My second son was 12 years old. My eldest son was 12 years old. Con cả thì con trai cả 12 tuổi. And my second boy was at that time he was 9 years old. Và thời điểm đó thì con trai thứ hai khoảng 9 tuổi. And my daughter was 6 years old. Và con gái thì 6 tuổi. At that time my office was in the house. Lúc đó thì nhà ở thì tôi chung làm văn phòng luôn. So my wife used to tell the three children. Cho nên thì mà tức là vợ tôi phải giống như là nuôi con và cho chúng ăn ở trong nhà luôn. When the door is closed, that means daddy is working in his office. Khi mà cửa đóng lại thì có nghĩa là bố đang làm việc trong văn phòng. So don't disturb him. Cho nên đừng làm phiền bố. When he opens the door, that means he's not working. Khi mà bố mở cửa ra, có nghĩa là bố không làm việc. My two sons
will follow that. Thì con hai con trai của tôi nó được là đi theo cái luật đó. But my daughter, nhưng mà con gái tôi, she won't follow that. Nó không làm theo cái luật. She come back straight from school. Nó từ nó đi về từ trường. She go straight to the door. Đi thẳng tới cái cửa. She knock the door. Đập cửa cái cửa. She open the door. Mở cái cửa. She come inside. Nó bước vào trong. Sit on my lap. Và ngồi trên cái đùi của tôi. And tell me everything that happened in the school. Và kể cho tôi tất tần tật những cái gì xảy ra trong trường. And then she go out. Rồi sau đó kể xong đi ra. Because there are no rules for her. Bởi vì đối với nó không có luật lệ gì cả. This is my daddy. Đây là bố tôi. I don't care if the door is closed. Không quan trọng là cái cửa nó đóng hay. I got something very important to tell him. Có một điều rất là quan trọng cần phải cho bố biết. My friend didn't talk to me today. Hôm nay bố ơi, mấy đứa bạn của con không nói với tôi. So I don't care if the door is closed. Cho nên con không quan tâm được cái cửa đang đóng. I'm gonna go straight in. Con sẽ đi thẳng vào trong. I'm gonna sit on his lap. Con sẽ ngồi trên đùi của ông. And I'm gonna tell him. Con sẽ nói cho bố biết. You see, that's why Jesus said. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói. Call your daddy, bà. Hãy gọi cha là mẹ. The right relationship with the father. Mối quan hệ gọi là đứng đắn ngay thẳng với cha. Is this là điều này. You are never afraid to see your father. Chúng ta không bao giờ sợ hãi để gặp mặt cha. Fear should not be the relationship between a child and a father. Mối quan hệ giữa cha với con không nên là sự không muốn là mối quan hệ sợ hãi. There is a big difference between honor and fear. Có một cái sự khác biệt giữa sự sợ hãi và sự tôn trọng. A child honors một người father. Con thì tôn trọng cha của mình. A child shouldn't fear. Một người con là father không nên sợ hãi người cha của mình. I want to encourage you. Tôi muốn khích lệ quý vị to reflect that in your life. Hãy bắt đầu suy nghĩ lại điều đó trong cuộc đời của mình. This is the same with any form of leadership. Và điều này đúng với bất cứ một cái hình thức của là lãnh đạo nào. You know how the police control the crowd? Chúng ta thấy cảnh sát đó, kiểm soát đám đông through fear, qua sợ hãi. In Malaysia, và tại Malaysia, they control through fear. Họ kiểm soát qua sự sợ hãi. You go against the police, các người mà đi chống lại cảnh sát, he will hit you. Cảnh sát sẽ đánh. So why I don't go against the police? Vậy tại sao tôi không có chống lại cảnh sát? I fear he'll hit me. Bởi vì tôi sợ anh ta sẽ đánh tôi. It's not because I respect him. Chứ không phải vì tôi tôn trọng anh ta. I fear him. Mà tôi sợ anh ta. There's a big difference. Đó là sự khác biệt lớn. God is not a fearful father. Đức Chúa Trời này không phải là một người cha gọi là đem đến sợ hãi cho chúng ta. He's an honorable father. Ngài là một người cha đáng kính trọng. There's a big difference between honor and fear. Có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa sợ hãi và sự tôn trọng. Jesus said, "Come to your heavenly father." Chúa Giêsu nói hãy đến với Cha thiên thượng của các ngài. Hãy gọi ngài là Pa, Ba, 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 Ba. Even though the door is closed, mặc dù cửa đóng lại, I will come in. Tôi vẫn đi vào. Because you are my father. Bởi vì ngài là cha của con. Even though I know that I may not get this very expensive makeup, I'll ask you anyway. Dù con biết rằng có thể con xin một triệu sáu để trang điểm, dù được hay không con không quan trọng, nhưng mà con cứ xin. Because you are my father. Bởi vì cha là cha của con. There's this openness between God and his children. Tức là có một cái sự cởi mở giữa Đức Chúa Trời là cha với con cái của Ngài. And it's not based on fear. Và nó không có căn cứ trên đi nỗi sợ hãi. It's based on honor. Mà trên sự tôn trọng. You see the difference? Quý vị thấy sự khác biệt không ạ? Yes. So he said, our father. Vì thế, who art in heaven. Các ngươi hãy nói lạy cha của chúng con ở trên trời. It's a tender word. Đây là một từ ngữ vô cùng là dịu dàng. It's an intimate word. Vô cùng là mật thiết. And then he says this. Rồi Chúa Giêsu nói điều này. Hallowed be your name. Nguyện danh cha được tôn thánh. Your kingdom come. Vương quốc cha được đến. Your will be done. Ý muốn cha được thực hiện. You see, the coming of God's kingdom and the will and the coming of His will. Chúng ta đấy, việc mà vương quốc Chúa cũng như ý muốn của Ngài được đến. Is connected to His name. Nó kết nối với danh của Ngài. If God's kingdom, nếu vương quốc của Đức Chúa Trời is on earth, ở trên đất, His name is glorified. Thì danh của Ngài
When God's will is on earth, His name is glorified. Thì danh của Ngài được tôn vinh. The reason why people speak against God, lý do mà tại sao người ta nói nghịch cùng Đức Chúa Trời, because they cannot see His kingdom on earth. Bởi vì người ta không thấy được vương quốc của Ngài ở trên đất. The reason why God's name is not glorified, lý do danh Chúa không được tôn vinh, because they cannot see His will on earth. Vì họ không thể thấy ý muốn của Ngài ở trên đất. That is why the call of God in all our lives is. Đó là lý do tất toàn bộ sự kêu gọi của Chúa trong cuộc đời của chúng ta là như thế này. Let His kingdom come on our into our lives. Nguyện vương quốc của Chúa đến trên đời sống của chúng ta. Let His rule and reign come upon our lives. Để sự cai, nguyện sự cai trị của Ngài đến trên cuộc đời của chúng ta. Let His will come upon our lives. Và để ý muốn của Ngài đến trên đời sống của chúng ta. Because when God's will is in our lives, bởi vì khi ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của chúng ta, when God's kingdom is on our lives, khi vương quốc của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta, then we will see our lives like the garden in Genesis. Rồi lúc đó chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta giống như là vườn đi đang trong sáng thế kỷ. Not the chaos after Genesis chapter 3. Không phải là những cái sự gọi là lộn xộn hỗn loạn sau sáng thế kỷ đoạn số 3. The reason why you had a garden in Genesis chapter 1. Lý do chúng ta có vườn đi đang ở trong sáng thế kỷ đoạn 1. Because that was God's kingdom. Bởi vì đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. That was God's rule. Đó là sự cai trị của Đức Chúa Trời. That was God's will. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. But from Genesis 3, nhưng mà từ sáng thế đoạn số 3, it became man's will. Và nó trở thành ý muốn của con người. Man rule. Luật lệ sự cai trị của con người. The devil interfered. Và lúc đó ma quỷ nó can thiệp vào. Genesis 1 is a garden. Sáng thế kỷ đoạn 1 là vườn địa. Genesis 3 is chaos. Còn sáng thế kỷ đoạn số 3 là sự lộn xộn. So Jesus is saying when you pray, Chúa Giêsu nói khi các ngươi cầu nguyện, pray God's kingdom. Hãy cầu nguyện vương quốc Đức Chúa Trời. Pray God's will. Cầu nguyện ý muốn Đức Chúa Trời. When God's kingdom and will comes upon a life, khi ý muốn cũng như vương quốc của Đức Chúa Trời đến trên một đời sống nào đó, He turns chaos into a garden. Ngài biến sự lộn xộn, đúng không, sự lộn láo thành một khu vườn địa đàng. Show me a relationship that's broken. Hãy chỉ cho tôi một mối quan hệ bị đổ vỡ. A husband and wife that's struggling in their marriage. Một người vợ và một người chồng đang tranh chiến ở trong hôn nhân của mình. Teach them to pray, Your kingdom come in our marriage. Hãy dạy họ cầu nguyện, nguyện vương quốc của Ngài đến trên hôn nhân của chúng con. Teach them to pray, Your will be done in our marriage. Hãy dạy họ cầu nguyện, nguyện ý muốn của Chúa đến trên hôn nhân của chúng con. The moment the kingdom of God comes upon their marriage, lúc mà vương quốc Đức Chúa Trời đến trên hôn nhân của họ, the moment God is the rule and reign in their marriage, một khi Đức Chúa Trời trở thành đấng cai trị ở trong hôn nhân của họ, the moment the will of God is in their marriage, lúc mà ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong hôn nhân của họ, I guarantee the marriage will transform from chaos to a garden. Tôi đảm bảo là hôn nhân của họ sẽ được biến đổi từ sự lộn xộn, đúng không, lộn lão đến khu vườn địa đàng. The reason why there is brokenness in marriages is because the husband wants to rule the house. Lý do có sự đổ vỡ ở trong các hôn nhân đó là vì người đàn ông muốn cai trị gia đình. The wife wants to rule the house. Bà vợ không chịu thua, ông muốn cai trị gia đình. And the reality is the children are the ones who rule the house. Và thực tế là gì? Con cái mới là người cai trị. Who should rule the house? Ai là người nên cai trị? God should. Đức Chúa Trời. God should rule the house. Đức Chúa Trời phải là đấng cai trị gia đình. God needs to rule the house. Chúa cần cai trị gia đình. That's why Paul was talking in the book of Ephesians. Đó là lý do ông Phaolô nói trong Ephesians. When he talked about marriage, khi ông nói về hôn nhân, he says, "Wife, submit to the husband as to Christ." Ông nói là gì? Hỡi những người vợ, hãy đầu phục chồng giống như đầu phục Đấng Christ. That means who's ruling the house? Như vậy có nghĩa ai là người cai trị gia đình? Not the husband. Không phải là người chồng. Christ is. Mà là Đấng Christ. So the wife is submitting to the husband not because he is the ruler of the house, but because Christ is the ruler. Vì thế người nữ đầu phục chồng mình không phải vì chồng là người cai trị gia đình, nhưng mà vì có Đấng Christ là người cai trị gia đình. Then Paul says to the husband. Rồi Chúa nói với mấy người chồng. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave His life sacrificially for the church. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như thế nào? Đức Christ đã yêu thương mọi thánh và có chính mình Ngài. So, who's ruling the house? Vậy thì ai cai trị gia đình đây? Not the wife.
Không phải người vợ. Not the husband. Cũng chẳng phải ông chồng. Christ. Mà là Đức Christ. So how does the husband lead? Vậy thì người chồng lãnh đạo bằng cách nào? He leads sacrificially. Bằng cách là gì? He lays down his life for his wife. Người đó phó mặc sống mình vì có vợ mình. How does the wife live in the house? Còn người vợ thì phải sống trong nhà như thế nào? She submits to her husband. Người vợ đó đầu phục chồng mình. So both are submitting. Vì thế cả hai người đầu phục. But they're submitting in a different way. Nhưng mà mỗi người có cách đầu phục khác nhau. The wife is saying, I submit to you as I submit to Christ. Người vợ thì nói rằng em đầu phục anh giống như là em đầu phục Đấng Christ. He is my Lord. Ngài là Chúa của em. I let you lead the house. Em để anh lãnh đạo gia đình này. The husband is now saying. Và bây giờ người chồng nói, Christ is my Lord too. Đấng Christ cũng là Chúa của em. You asked me to lead the house. Em đã bảo anh lãnh đạo gia đình này. You've invited me to lead the house. Em đã mời anh lãnh đạo gia đình này. This is how I'm going to lead the house. Thì đây là cách anh sẽ lãnh đạo gia đình. I will never put myself above you. Anh sẽ không bao giờ đặt anh trên em. I will sacrifice my life for you. Anh sẽ hy sinh đời sống mình cho em. So you become more important than I. Vì thế em trở nên quan trọng hơn. Can you see both are saying the same thing? Cả hai người có bị tưởng được không? Cả hai người nói điều tương tự với nhau. The wife is saying, người vợ nói, you are more important than I am. Người vợ thì nói, anh quan trọng hơn em. The husband is saying, ông chồng nói, không, anh sai rồi. You are more important. Em mới quan trọng hơn anh. That's the dance of a marriage. Đó chính là cái vũ điệu hôn nhân. It's a beautiful dance. Đó là một vũ điệu vô cùng tuyệt vời. The wife is lifting up the husband. Người vợ đúng không? Nâng chồng mình lên. The husband comes down and lifts up. Người chồng lên rồi xuống dưới đấy bắt đầu nâng vợ lên. And it's a beautiful dance. Vũ điệu vô cùng tuyệt vời. And you know what the music is? Và anh chị biết âm nhạc là gì không? The music is Christ the Lord. Và đứng ngồi chơi nhạc chính là Đấng Christ. Hai vợ chồng nhảy, Chúa chơi nhạc. It doesn't work. What did you say? And the couple do the dancing and Jesus playing the instrument. Jesus is the instrument. Yeah. It doesn't work. If the wife honors the husband and the husband dishonors the wife, sẽ không có hiệu quả nếu người vợ tôn trọng chồng, còn ông chồng thì không tôn trọng vợ. That's chaos. Cái đó là sự lộn xộn. That's not kingdom. Đó không phải là vương quốc. That's not the will of God. Đó không phải là ý muốn của Chúa. It doesn't work if the husband sacrifices for the wife. Nếu người chồng cứ hy sinh cho vợ mình, and the wife lords over the husband. Còn người vợ đó thì lúc nào giống như là làm chúa trên chồng, cái đó thì không hiệu quả. That's chaos. Cái đó là cái sự gọi là That's not the will of God. Đó không phải là ý muốn của Chúa Trời. It only works. Sẽ hiệu quả khi nào? When there's this dance. Chỉ khi có vũ điệu. One lifting the other. Đó. Người này nâng đỡ người kia. The other lifting the other. Đó. Người kia nâng người này lên. Amen. Amen. Now you go home. When you go home, keep quý vị về nhà. Make sure you dance. Hãy đảm bảo là quý vị đúng không? Dance, trang phục và dance with your wife. Về nhà nhảy múa với vợ của chồng của mình. Your wife will think you've gone mad. Your wife will think you've gone mad. Gone mad, crazy. Your wife will think you went crazy. Có thể em muốn toàn quý vị học ở đây, quý vị về nhà quý vị muốn em mới nhảy, quý vị sẽ nghĩ đồ điên rồi. He said, no, this is what I learned in Bible school. Quý vị hãy nói, không, trong trường kinh thánh người ta dạy em như vậy đó. I must dance with you. Em phải nhảy với em thôi. She said, stop dancing. Vợ sẽ nói, thôi, đừng có nhảy nữa. Sacrifice for me. À, hãy hy sinh cho em. Vợ không hiểu lắm. Thy kingdom come. Vương quốc đến. Thy will be done. Ý muốn của Ngài. So it's in every area of our lives. Cái này áp dụng cho mỗi lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Individually, cho cá nhân. As a family, cho gia đình. As a church, cho hội thánh. In the city, ở trong thành phố. In the village, trong ngôi làng. In the town, trong thị trấn. In our workplaces, trong nơi làm việc. Let's
pray. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lord, let your name be glorified. Chúa ơi, nguyện danh của Ngài được tôn vinh. Let your kingdom come. Nguyện nước của Cha được đến. Your will be done. Và ý của Cha được thực hiện. Because when God's kingdom comes, bởi vì khi vương quốc Chúa and His will is there, và ý muốn của Chúa ở tại đó, He turns chaos into a garden. Thì Chúa biến những cái sự lộn xộn thành and people see when people see a garden, và khi người ta thấy khu vườn đó, they glorify God. Thì họ tôn vinh Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Your kingdom come, your will be done. Nước Cha đến và ý Cha nên. Then Jesus teaches them. Rồi Chúa Giêsu dạy họ. To pray, give us this day our daily bread. Xin hãy ban cho chúng con đồ ăn mỗi ngày. How many of you know that even if you don't pray this prayer, có bao nhiêu người trong quý vị biết rằng dù chúng ta không có cầu nguyện lời này, God will still provide for you. Chúa vẫn tiếp trợ cho chúng ta. You know why I know this? Quý vị có biết tại sao tôi biết điều này không? Because remember Jesus said, bởi vì chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã nói, you don't have to pray like the unbelievers. Các ngươi đừng cầu nguyện giống như người không tin. Who babble and babble and babble. Là những người giống như là cứ lặp đi lặp lại. Your father already knows before you ask him. Cha của các ngươi đã biết trước khi các ngươi cầu xin. He says, seek ye first the kingdom of God, all these things will be added to you. Chúa nói là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và mọi sự kia sẽ được thêm vào cho các ngươi. He says, don't be anxious about what to eat, what to wear. Chúa Giêsu nói đừng lo về việc ăn gì, rồi mặc gì. Your father knows all your needs. Và cha của các ngươi biết tất cả mọi nhu cầu của các ngươi. So why is Jesus teaching them to say, give us this day our daily bread? Vậy thì tại sao Chúa Giêsu dạy họ phải cầu nguyện với cha là hãy cho chúng con thức ăn mỗi ngày? It's not to remind God in case He forgets. Không phải là để nhắc nhở Chúa, lỡ Chúa có quên cho chúng ta thức ăn mỗi ngày. Maybe you think God is quite old now. Có thể quý vị nghĩ bây giờ chắc là Chúa Ngài già lắm rồi. Because it's thousands of years. Bởi vì hàng ngàn năm trôi qua rồi. Our fathers when they are 90 years old they start forgetting. Bởi vì người cha của chúng ta khi mà 90 tuổi rồi họ bắt đầu họ quên. God is thousands of years old. Còn Chúa thì Ngài cả ngàn năm tuổi rồi. He's eternal. Ngài là đời đời. Maybe he's forgetful. Có thể là Ngài cũng hay quên lãng trí. So maybe I need to remind him. À, có lẽ là cầu nguyện đời này để mà nhắc Ngài. In case he forgets to provide for my daily food. Để lỡ không có thì Ngài quên cung cấp thức ăn hàng ngày cho tôi. How many of you have children? Có bao nhiêu người trong chúng ta có con gái? How many of you have children? Có ai mà? All, most of you, right? Don't be ashamed to have children. Có con gái có gì đâu xấu hổ, đưa tay cao lên quý vị. Now, how many of your children, when they were 5 years old, yes, every time come to you and say, don't forget, you must feed me. Có ai trong quý vị mà có đứa con ví dụ nó lúc mà nó 5 tuổi nó đến với cha mẹ và nói rằng ba mẹ ơi đừng quên hôm nay cha mẹ phải cho con ăn nha. Có đứa con nào làm vậy không? 5 years old, your child gets up in the morning. Đứa con 5 tuổi nó thức dậy vào buổi sáng. Dad, don't forget. Và nó nói bố ơi bố đừng quên. Breakfast, lunch, dinner. Là gồm có bữa sáng, bữa trưa, bữa tối với bố. They don't ask you that. Họ không có bảo bố mình vậy đâu. They assume that. They assume. Bởi vì sao chúng đã chắc gọi là cái đã định như là như vậy rồi. They wake up in the morning. Chúng thức dậy vào buổi sáng. They go and play with their toys. Nó lấy đồ chơi là nó chơi. When it's breakfast time. Và khi mà tới giờ ăn sáng. They go to the table and sit down. Chúng tới ngồi cái bàn và ngồi xuống. They don't remind us. Nó không có nhắc nhở chúng ta đâu. They know the food is there. Chúng biết là thức ăn có ở đó. If we are like that, how much more our Heavenly Father? Chúng ta mà còn như thế thì Cha thiên thượng của chúng ta còn. So why did Jesus teach them this? Vậy thì tại sao Chúa Giêsu dạy họ điều này? So that you remember. Để chúng ta nhớ. And don't take God for granted. Và chúng ta không có xem nhẹ hay là xem thường Đức Chúa Trời. It's so easy to take God for granted. Rất là dễ chúng ta xem thường Đức Chúa Trời. This morning we woke up in the morning. Sáng nay chúng ta thức dậy. He gave us breath. Ngài ban cho chúng ta bảy đĩa. We are well. Chúng ta được khỏe mạnh. We are sitting down here. Chúng ta ngồi đây. We are experiencing the word of God. Chúng ta đang trải nghiệm lời Đức Chúa Trời. It's so easy to take this for granted. Thật dễ để chúng ta xem thường những điều này. Even in the midst of a very difficult nation. Ngay cả cái lúc chúng ta ở giữa một quốc gia vô cùng là khó khăn. We still have freedom. Chúng ta vẫn có sự tự do. Some of our brothers and sisters. Một số anh chị em của chúng ta would long to sit together.
khát khao được ngồi lại với nhau and learn the scriptures và học kinh thánh but rồi. They cannot nhưng mà họ không làm không thể làm được they are fearful họ sợ hãi I know of those from the Muslim religion tôi biết những con người đó từ gọi là trước đây họ từ gọi là Hồi giáo where I used to work with là những người mà tôi đã từng làm việc they cannot publicly gather together họ không thể nào giống như là nhóm lại cái công khai they can't put a cross in the door họ không thể nào lấy thập tự và để trước cửa they will be arrested họ sẽ bị bắt their children will be taken away from them và con cái bị bắt they can't carry the Bible everywhere they go họ không có thể nào đem theo kinh thánh mọi nơi họ đi in some countries in the world ở một số quốc gia trên thế giới the country that I came from những đất nước mà như là quê hương của tôi ấy. The Bible in our language is banned kinh thánh trong ngôn ngữ của chúng tôi bị cấm Sometimes it's so easy to take for granted the freedom we have. Rất là dễ để chúng ta xem thường cái sự tự do mà chúng ta có. The opportunities we have. Cơ hội mà chúng ta có. This privilege that I have to come and open scriptures with you. Đặc ân mà tôi có được để đến đây và cùng mở kinh thánh với anh chị em. This morning when I woke up. Buổi sáng nay khi tôi thức dậy. I thank God for this privilege of sharing His word with you. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đặc ân được chia sẻ lời của Ngài với anh chị em. How many pastors have this opportunity? Có bao nhiêu mục sư được cơ hội như thế này? To spend time with beautiful men and women like you. Được dành thời gian với những anh chị em vô cùng là who sacrificially serve God. Là những người gọi là hy sinh phục vụ Đức Chúa Trời. What a privilege I have. Thật là một đặc ân lớn lao mà tôi có được. To share the word with you. Để chia sẻ lời Chúa với anh chị em. So when I say, give us this day our daily bread. Vì thế khi tôi nói Chúa ơi xin hãy ban thức ăn mỗi ngày cho chúng con. I'm remembering what He has given me. Là tôi nhớ lại những gì mà Chúa đã ban cho tôi. I'm reminding myself. Tôi nhắc nhở bản thân. That daily bread comes from Him. Rằng bánh hàng ngày của tôi đó là đến từ nơi Ngài. My health comes from Him. Sức khỏe của tôi đến từ nơi Ngài. It's not to remind God. Không phải là để nhắc Chúa nhớ đâu. It's to remind me. Mà để nhắc nhở chính tôi. When I say give us. Khi mà tôi nói xin hãy ban cho chúng con. And right in front of me is my daily bread. Và ngay trước mặt tôi là bánh hàng ngày của tôi. Right in front of me is His provision. Ngay trước mặt tôi là sự tiếp trợ của Ngài. I thank Him. Tôi cảm ơn Ngài. You have given me. Ngài đã ban cho con bánh hàng ngày. Then He says this. Rồi Chúa nói điều này. Forgive us our trespasses. Xin hãy tha tội cho chúng con. As we forgive those who trespass against us. Như chúng con tha kẻ phạm tội với chúng con. It's very interesting. Thật là lý thú. What is He saying? Chúa Giêsu đang nói điều gì? That every day I must ask Him for forgiveness. Phải chăng Chúa muốn nói là mỗi ngày chúng ta phải cầu xin Ngài tha thứ? If I don't ask Him, will He not forgive me? Nếu tôi không có xin Ngài tha thứ thì Ngài sẽ không tha thứ cho tôi. Có phải Chúa Giêsu như vậy không? Do you know Jesus has forgiven you all your sins? Quý vị có biết rằng Chúa Giêsu đã tha thứ hết mọi tội lỗi của quý vị hay không? Some people believe Jesus has forgiven your sins that you have asked Him for forgiveness. Có người thì tin rằng á, tội lỗi nào mà mình đã xin Chúa Giêsu tha thứ rồi thì Chúa mới tha. When did Jesus forgive your sins? Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi của chúng ta khi nào? When? Khi nào? The day you accepted Jesus? Vào ngày mình tin nhận Chúa Giêsu. When do you think Jesus forgave your sins? Khi nào? Theo như quý vị nghĩ thì khi nào Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi của chúng ta? He forgave you when He was dying on the cross. Ngài đã tha thứ quý vị lúc mà Ngài chịu chết trên thập tự giá. Forgive them, Lord. Hãy tha tội cho họ. He released forgiveness. Chúa khai phóng sự tha thứ. He released forgiveness. Chúa tha khai phóng sự tha thứ. I wasn't even born yet. Lúc đó tôi chưa được sinh ra. I hadn't committed my first sin yet. Tôi chưa có phạm tội đầu tiên. But 2,000 years ago. Nhưng mà 2,000 năm trước. Hanging on the cross. Bị treo trên thập tự giá. He declared forgiveness. Chúa Giêsu đã tuyên bố sự tha thứ. So His forgiveness is for the future. Vì thế sự tha thứ của Chúa Giêsu là dành cho tương lai. He forgave me in the future. Chúa đã tha thứ cho tôi ở trong tương lai. So what is this prayer about? Vậy thì nội dung cầu nguyện này là để làm cái gì? The prayer is about me recognizing His forgiveness in my life. Cầu nguyện lời này để tôi được nhắc nhở rằng Chúa mày tha thứ
trong cái đời sống của tôi. So that I don't take his forgiveness for granted. Để tôi không có xem nhẹ, xem thường sự tha thứ của Chúa. It cost him his life. Bởi vì để có được sự tha thứ đó, Chúa Giêsu đã phải phó mạng sống của mình. Remember I told you about if you don't recognize the power of sin, you won't recognize the power of the cross. Tôi đã nói với quý vị như thế này, nếu chúng ta không có nhận thấy sức mạnh của tội lỗi, thì không thể nào nhìn thấy được quyền năng của thập tự giá. So when I pray, vì thế khi tôi cầu nguyện, I remind myself of his forgiveness in my life. Tôi nhắc nhở bản thân tôi về sự tha thứ của Chúa ở trong cuộc đời của tôi. How can he accept me for everything I've done? Làm sao Chúa có thể tiếp nhận tôi vì có mọi điều mà tôi đã làm? God who is pure and holy. Đức Chúa Trời là Đấng tinh lành, là Đấng thánh khiết. Receives me. Ngài tiếp nhận tôi. Calls me child. Ngài gọi tôi là một người con. Let's be called him Papa. Và để tôi được gọi Ngài là Papa. And he's forgiven me. Và Ngài đã tha thứ cho tôi. So every day when I pray. Vì thế mỗi ngày khi tôi cầu nguyện, I remind myself. Tôi nhắc nhở bản thân mình. This awesome God who has forgiven me of all my sins. Đức Chúa Trời tuyệt diệu này, Đức đã tha thứ mọi tội lỗi của tôi. And then when I remind myself of this beautiful experience of forgiveness. Và nhắc nhở tôi về cái kinh nghiệm tuyệt vời của cái sự tha thứ. How can I hold back forgiveness from my brother? Thì khi tôi đã kinh nghiệm với được điều đó, thì làm sao tôi lại không tha thứ anh em mình? That's why Jesus connects the two. Đó là lý do mà Chúa Giêsu kết nối hai điều này với nhau. If you don't understand how much God has forgiven you, nếu mà bạn không hiểu Chúa đã tha thứ cho bạn nhiều như thế nào, you won't be able to release forgiveness to others. Thì bạn không thể nào tha thứ người khác. When people ask me, how can I find it very difficult to forgive this person? Có người đến với tôi và nói rằng tôi thấy tha thứ cho cái người này vô cùng khó. Then I say, okay. Thì tôi nói như thế này. Go back to the first sentence. Bây giờ bạn đã hãy trở lại câu đầu tiên. Forgive me. Xin hãy tha thứ cho con. The more I experience how much he has forgiven me. Lúc mà tôi kinh nghiệm được Chúa tha thứ cho tôi nhiều như thế nào. That gives me the power to forgive others. Thì điều đó cho tôi cái năng lực, cái sức mạnh để tha thứ cho người khác. Forgive me. Xin hãy tha thứ cho con. And I can forgive others. Để con có thể tha thứ người khác nữa. This experience of receiving your forgiveness. Kinh nghiệm đón nhận sự tha thứ ở đây empowers me to release forgiveness. Ban cho tôi năng lực để tôi có thể tha thứ cho người khác. Forgive me. Hãy tha thứ cho con. As I forgive others. Giống như con tha thứ cho. It's a very powerful experience. Đây là một kinh nghiệm đầy quyền năng. The more you receive forgiveness, quý vị càng nhận sự tha thứ. No, the more you are able to release forgiveness. Thì quý vị càng có thể ban ra sự tha thứ. And let me tell you, as a pastor, as a leader of the church, là các mục sư lãnh đạo của hội thánh, we need to learn how to forgive. Chúng ta cần phải học tha thứ. If you've pastored long enough, nếu chúng ta đã làm mục sư đủ lâu, if you've been a leader long enough, nếu quý vị đã làm mục sư đủ lâu, lãnh đạo đủ lâu, you would have experienced a lot of pain. Quý vị đã lãnh đạo rất là nhiều rồi. And you've experience the number of times you just have to forgive. Rất là nhiều sự đau thương đúng không ạ? Nhưng mà quý vị cũng đã nhiều lần kinh nghiệm việc quý vị tha thứ cho người khác. Is it only me? Well, cái này chỉ có mình tôi thôi hả? Quý vị có hả? I think all of us. Đầu tiên là tất cả chúng ta đều có trải qua. I feel sometimes sorry for our wives. Và tôi thấy nhiều lúc mình thấy cũng hơi gọi là hơi cái chữ sorry. Cho mấy bà vợ đó hơi không phải là tiếc mà chỉ như thế nào dạ đúng rồi hơi tội cho mấy bà vợ yeah. I feel sorry for our wives. Nhiều lúc mà tôi thấy tội cho mấy bà vợ. Because they see the pain we experience when people hurt us. Bởi vì khi người ta làm tổn thương chúng ta đó thì những người vợ đó nhìn thấy những cái nỗi đau đó của chúng ta, cái sự tổn thương đó. Even though they haven't been hurt, but they see how we've been hurt. Mặc dù họ không phải là cái người tổn thương nhưng mà thấy người chồng của mình bị thương tổn. And for them, even more difficult to release forgiveness. Và chính họ là cái người gặp khó khăn hơn để mà tha thứ, để mà khai phóng cái sự tha thứ cho cái người gây ra tổn thương. I see my wife sometimes when she sees me being hurt. Nhiều lần, có vài lần tôi thấy vợ tôi khi bà thấy tôi bị thương tổn. And people have come up to us. Và có những con người đến với chúng tôi. Some people can be mean. Và có những người đó họ đúng họ có cái chủ ý. You know, they can speak harshly.
Họ nói vô cùng là nguy hiểm. And all you have to, you can't do anything. You're a pastor. Mình làm mục sư mình không thể làm gì được. You can't scold them back. Mình không thể nào giống như là lên miếng trả miếng. You can't tell them off. Mình không thể nào đuổi họ ra được. Because you're a humble pastor. Bởi vì mình là mục sư khiêm nhường. You got to be humble. Mình phải khiêm nhường. And you go back home. Và mình trở về nhà. You're driving in the car. Mình đang lái ô tô. You're very quiet. Mình rất là trầm. Your husband, your wife knows why you're quiet. Vợ thì biết rõ tại sao ông chồng không có nhiều nói. Because inside is like a kettle boiling. Bởi vì bên sau bên trong nó đang sôi sùng sục. Hot water. Nước nóng. Hot water cannot come out. Nước nóng thì không thể nào mà ra ngoài được. If you come out, you're not a humble pastor. Bởi vì nước nóng mà nó cho ra ngoài thì không còn là một sự khiêm nhường nữa. So it's boiling. Vì thế nó đang sôi sùng. How do you deal with it? Làm sao mình xử lý nó này? You go straight to God. Mình đến thẳng đến Chúa Trời. And you experience His forgiveness. Và mình kinh nghiệm sự tha thứ. And His forgiveness is like a beautiful waterfall. Và sự tha thứ của Chúa giống như là thác nước tuyệt đẹp. That washes you. Đó, rửa sạch. You feel fresh. Chúng ta cảm thấy tươi mới. And that freshness. Và sự tươi mới đó. You can say, Lord. Chúng ta có thể nói, Chúa ơi. Thank you for forgiveness. Cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của mình. I want that brother to experience that too. Con muốn người em đó cũng kinh nghiệm sự tha thứ. I want that sister to experience con that. Con muốn người chị em đó kinh nghiệm sự tha thứ. I release forgiveness. Con khai phóng sự tha thứ, Chúa ơi. I release forgiveness upon you. Con khai phóng sự tha thứ trên anh ta để của ta. Us, xin hãy tha thứ cho chúng con. As we forgive them. Như chúng con tha thứ cho. Amen. Amen. Then he says, lead us not into temptation. Và Chúa nói, đừng xin đừng dẫn chúng con vào sự cám dỗ. For thine is the kingdom. Vì nước cha. The power. Vì vương quốc. And the glory. Quyền, vì hiển. Forever and ever. Thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. I just want to take you to a couple of parables that Jesus spoke about in prayer. Tôi muốn dẫn quý vị đến vài dụ ngôn mà Chúa Giêsu sử dụng để nói về cái dạy về sự cầu nguyện. In the Gospel of Luke. Ở trong Phúc Âm Luca. You see, Luke focused a lot on Jesus' prayer. Chúng ta thấy ông Luca tập trung rất là nhiều vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. You see in Luke's Gospel. Chúng ta thấy ở trong Phúc Âm Luca. Jesus prayed at his baptism. Chúa Giêsu cầu nguyện lúc ngài chịu phép báp têm. Jesus prayed after he cleansed the leper. Rồi Chúa Giêsu cầu nguyện sau khi Chúa làm cho người phụ nữ được sạch. Jesus prayed before he called his apostles. Rồi Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi ngài gọi các môn đồ. Jesus prayed at his transfiguration. Chúa Giêsu cầu nguyện lúc ngài hóa hình. Jesus prayed at the Garden of Gethsemane. Rồi Chúa Giêsu cầu nguyện ở vườn Gethsemane. Jesus prayed for his murderers on the cross. Chúa Giêsu cầu nguyện cho những kẻ giết ngài ở trên thập tự giá. And his final statement was a prayer. Và câu cuối cùng của Chúa Giêsu là một lời hứa so hẹn. His lifestyle was a lifestyle of prayer. Là một lời cầu nguyện. Và chúng ta thấy lối sống của Chúa Giêsu là một đời sống cầu nguyện. The secret of being a perfect human being. Chìa khóa để trở thành một con người hoàn hảo is learning the power of prayer. Đó là học quyền năng của sự cầu nguyện. Do you make prayer your life? Yes. You make prayer your lifestyle, and you will see this humanity strengthened by God. Quý vị để sự cầu nguyện là lối sống cho cuộc đời của mình thì quý vị sẽ thấy cái nhân tánh của mình đấy. Let me take it. Yes. Your humanity will be. I'm saying that if you make prayer your lifestyle, yeah, right, then all your weakness in your humanity is your strength. Yeah. Ý tôi muốn nói là gì? Nếu chúng ta để cái sự cầu nguyện là một cái lối sống cho cuộc đời của chúng ta, thì tất cả những cái yếu điểm của cái nhân cách của con người chúng ta đó, nó sẽ trở thành cái sức mạnh của chúng ta. Remember the Apostle Paul. Chúng ta nhớ ông sứ đồ Phaolô. He had a thorn in the flesh. Ông có gai trong xác thịt. We are not told what it was. Chúng ta không có được bảo cái gai đó chính xác là cái gì. All we know it was bothering him. Tất cả những gì chúng ta biết là gì? Cái gai đó làm cho ông Phaolô thấy khó chịu. It was hindering him in his ministry. Làm phiền ông và ngăn trở ông trong chức vụ. And he says he prayed 3 times. Và ông nói là gì? Ông cầu nguyện 3 lần for the thorn to go away. Để cái gai đó được cắt đi. Imagine
Here is Paul. Chúng ta tưởng tượng đây là ông Phaolô. He's upset that he prayed three times and it hasn't gone. Ông buồn bởi vì có ông cầu nguyện ba lần nhưng mà cái gai đó không có chịu đi khỏi. Because he's so used to his prayers being answered. Bởi vì ông có quá là quen thuộc với cái việc là gì cầu nguyện là được đáp lời. I tell you, when you are having prayers, your lifestyle, you'll get used to your prayers being answered by God. Tôi nói với quý vị này, nếu quý vị có sự cầu nguyện đó là cái lối sống cho mình đó, thì quý vị đã quen với cái việc là gì cầu nguyện là được đáp lời. So he's prayed three times. Ông Phaolô cầu nguyện ba lần. And he's saying, hey, something's wrong here. Ông nói, có cái gì đó không? I checked it out. I prayed three times. The thorn is still here. Tôi cầu nguyện ba lần nhưng mà cái gai nó vẫn còn ở đây. So he goes to God. À, thế là ông đến với Đức Chúa Trời. He inquires. Ông gọi là hỏi Chúa. And the Lord says to him. Và Chúa nói với ông. I have put it there. Ta đã để nó ở đó đó con. It's there so that you remember that when you are weak, then I am strong. Ta để nó ở đó để con nhớ và con biết rằng khi con yếu đuối đó là lúc mà ta mạnh mẽ. So he looked at his thorn. Đây đây, ông nhìn vào cái gai của mình. And he thought the thorn was a hindrance. Và ông nghĩ cái gai đó là một sự ngăn trở. But God is saying, no, the thorn is not a hindrance. The thorn reminds you when you are weak, I am strong. Nhưng mà Chúa nói không, cái gai đó không phải là cái sự ngăn trở, bởi vì cái gai đó là gì để con biết là gì khi con yếu đuối đó, đó là lúc mà ta mạnh mẽ. So Paul changes his prayer. À, thế là ông Phaolô thay đổi cái lời cầu nguyện. He said, now I'm going to boast about my thorn. Và bây giờ Phaolô nói, thôi bây giờ tôi sẽ khoe về cái gai của mình. I'm going to boast about my weaknesses. Tôi sẽ khoe về những cái sự yếu đuối của mình. Because when I weak, then you are strong. Bởi vì con lúc con yếu đuối ấy là lúc Chúa mạnh mẽ. If I am weak, then you are strong. Nếu con yếu đuối thì Chúa là mạnh mẽ. You see the weakness of our humanity. Quý vị thấy không, cái sự yếu đuối ở trong cái nhân tánh trong con người của chúng ta is an opportunity to for God to be strong in our weakness. Là cơ hội để Đức Chúa Trời được mạnh mẽ ở trong sự yếu đuối của chúng ta. That's why we pray. Đó là lý do chúng ta nguyện cầu. We look at our weakness. Chúng ta nhìn vào yếu điểm của mình. We look at our brokenness. Chúng ta nhìn vào sự đổ vỡ của mình. And we say, God, I'm weak. Và mình nói với Chúa là Chúa ơi, con yếu đuối. God, I'm broken in this area. Chúa ơi, con đổ vỡ trong lĩnh vực này. But God, I'm struggling with preaching. Chúa ơi, con gọi là tranh luận với sự chẳng luận. But because I'm weak in preaching, nhưng mà bởi vì các con chán dở quá, con tranh chấp quá, then you can be strong in my preaching. Thì Chúa có Chúa đưa mạnh mẽ trong sự giảng luận của con. God, my church is weak in finances. Chúa ơi, hội thánh của con thì yếu về mặt tài chính. That's okay, Lord. Chúa ơi, cái đó không sao cả. I boast that my church is weak in finances. Con khoe là hội thánh con yếu về tài chính. Because when I'm weak, you are strong. Bởi vì khi con yếu đuối, Chúa là mạnh mẽ. Because I have no money. Bởi vì con không có tiền. Then you are strong. Thì Chúa là mạnh mẽ. So every purchase, when I purchase the building, it's because you did it, because I had no money. Vì thế Chúa ơi, mỗi vụ mua bán, mua nhà, mua hội thánh này đó là Chúa mua, không phải con mua. That's why you pray. Đó là lý do quý vị cầu nguyện. You look for your weaknesses. Quý vị đi tìm yếu điểm của mình. And you pray. Và quý vị cầu nguyện. So that you can celebrate God's strength in your weakness. Để quý vị ăn mừng đúng không ạ? Vui mừng cho mình Chúa là đấng mạnh mẽ trong sự yếu đuối đó của mình. That's why Jesus prayed. Đó là lý do Chúa Giêsu cầu nguyện. He recognized, even as God, he recognized his human frailty. Mặc dù Ngài biết rõ Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài vẫn biết, Ngài vẫn nhận thức về những yếu điểm của Ngài. And in his human frailty, và ở trong cái yếu điểm của nhân tánh của Ngài đó, he leaned on Father God for his strength. Ngài nương cậy nơi Đức Chúa Trời là Cha để được sức mạnh. Let me teach you a little bit about Luke talking about prayer. Tôi muốn dạy anh chị em một xíu về ông Luca, khi ông nói về sự cầu nguyện. Look at Luke chapter 21. Luca đoạn 21. This is actually it's not Luke 21. It is 16. Today, I'm looking for the
I'm looking for the parable where Jesus talked about the neighbor who came knocking at midnight. That's in maybe 16. 16, yeah. What, 16, yeah. Give me a second, everybody. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể về cái người quan án không công chính không? Verse 5. Câu số 5. Dạ xin cảm ơn. Luke 11 verse 5 to 8. Từ đoạn câu 5 đến. I think there's a mistake in your notes, so can you change that? Let me find that page. Does anybody know where that page is? On Luke. Luke 11. The one on Luke. I'm trying to look for the one that is the one on prayer, just keep going. But it's the wrong number. Page 16. Trong trang số 16 đó, mình sửa lại đi, tại vì ông như là ông lộn ở trong cái sách bài học của chúng ta. Page 16, can you change that? It's not Luke 21, it's Luke 11. Chúng ta lưu ý ở trong trang số 16 và dòng thứ tư từ dưới lên đó, người bạn lúc nửa đêm đó. It is 16. No, that's correct. This one. Luke 11. Yeah. Right? Not Luke. Okay. Chúng ta sửa lại là Luca đoạn 11 chứ không phải là 21. Tại cái tài liệu là họ sai trong cái chỗ này. You see your notes? À, quý vị thấy chưa? So please change that. Rồi chúng ta sửa lại. So now let's look at Luke chapter 11. Bây giờ chúng ta xem ở trong Luca đoạn 11. And he's going to teach you an important principle of prayer. Và ông Luca dạy chúng ta một nguyên tắc quan trọng về sự cầu nguyện. Luke 11 verse 5 to 8. Từ câu 5 đến câu số 8. Rồi Ngài phán với họ, ai trong các con có một người bạn nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn bà cái bánh, vì bà tôi đi đường mới đến mà tôi không có gì để đãi anh ấy. Nếu người kia từ trong nhà trả lời, đừng quấy rầy tôi, đóng cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy lấy bánh cho anh được. Ta bảo các con, dù người ấy không vì tình bạn mà dậy lấy bánh cho, nhưng vì người bạn cứ nài nỉ mãi nên người ấy sẽ trỗi dậy và cho người bạn đủ sự cần dùng. Vậy ta bảo các con, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Now, this story, this parable is an important parable. Right? Đây là một dụ ngôn quan trọng. You got to understand Jewish hospitality and culture. Chúng ta sẽ hiểu được sự hiếu khách cũng như là văn hóa của người Do Thái. In those days, people travel for days to come and visit. Vào thời đó thì để đi thăm viếng hay là như thế nào đó thì người ta phải đi nhiều ngày. All right. So when they come to visit, they don't have emails, they don't have phones, they just turn up. Yeah. Vào thời đó khi mà đi thăm như vậy đó, họ không có email hay là điện thoại, cùng cái là xuất hiện vậy thôi. So you don't know when your guests are coming. Cho nên mình không có biết là khách của mình khi nào thì đến. But culturally, nhưng mà theo văn hóa đó, when your guests arrive, khi mà khách đã đến, you must be able to give them some food. Thì mình phải, đúng không? Có đồ ăn cho họ. It is rude not to feed your guests. It is rude not to feed your guests. Thật là thô lỗ nếu mà chúng ta không cho khách của mình đồ ăn. If you don't feed your guests after a long journey, nếu mà chúng ta không có cho khách của mình ăn sau khi họ đi một hành trình dài, that's shame on you. Thì đó thật là xấu hổ cho mình. So the guests came and arrived in midnight. Vì thế ông khách đã đến đi thăm và đến vào lúc giữa khuya. But this guy didn't have food in his house. Nhưng mà anh nhà này không có thức ăn ở trong nhà mình. He couldn't feed them. Không thể cho khách của mình ăn. He was desperate. Ông này ông giống như là ông thất vọng vô cùng. He couldn't tell them I don't have food. Ông không thể nói với khách của mình là ô tôi không có thức ăn. So he says welcome, welcome.
welcome. Ông nói thôi, sẽ hoan nghênh, hoan nghênh. I am so happy you have arrived. Tôi rất là vui vì quý vị đã đến. Just settle down. Rồi cứ giống như là just sit down and rest. À, cứ nghỉ ngơi đi rồi ngồi xuống nghỉ ngơi đi. I'm going to prepare some food for you. Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho các vị. He goes to the back door. Thế là ông đi ra cửa sau. He goes to his neighbor's house. Rồi chạy tới nhà của ông hàng xóm. He doesn't care it's 12 midnight. Ông không có quan trọng lúc đó là 12 giờ khuya. Cause shame on me if I don't feed them. Bởi vì nếu không cho khách ăn thì thật xấu hổ cho tôi. I'm desperate. Tôi đang thất vọng mà. If my neighbor gets angry, I don't care. Nếu mà ông hàng xóm có nổi giận, I have to feed. I have to feed. Tôi phải cho khách của mình ăn. So he knocks on the door. Thế là ông gõ cửa. The neighbor is mad. Và ông hàng xóm tức giận. It's midnight. Nửa đêm rồi ông ơi. How come you disturb me at midnight? Tại sao lại làm phiền tôi lúc giữa đêm thế này? Go away. Đi đi. My children are sleeping. Con gái nó đang ngủ. He is knocking, knocking, knocking. Go, go, go. And the neighbor doesn't wake up and give him food because he likes his neighbor. It's not because he likes his neighbor that he gives him the food. Không phải vì người hàng xóm thích ông này cho nên cho ông này cái cành, không phải vậy. Because he knows if he doesn't wake up, this guy is not going to stop knocking on the door. Anh ta tức giận bởi vì biết rằng nếu mà không thức dậy ra thì cái người kia là vẫn sẽ cứ mãi gõ cửa. If he doesn't wake up, this guy is going to wake up all the children and the whole family. Nếu mà anh ta không thức dậy ra thì cái gã hàng xóm mà đi xin ăn nó sẽ làm cho tất cả con gái và những người trong nhà thức dậy hết. So he quickly goes down. Thế là anh ta nhanh chóng đi xuống. He quickly grabs the food. Và nhanh chóng tới xin ăn. Gives it to him. Và đưa cho anh ta. And said, get out of here. Và nói thôi, đi ra đi. Why is Jesus telling him then the story? Tại sao Chúa Giêsu nói câu chuyện này? He said that's how you should approach prayer. Và Chúa nói nếu các ngươi cầu nguyện thì phải cầu nguyện như vậy đó. Are you desperate enough when you come to pray? Các ngươi có thực sự gọi là nhiệt thành khi mà cầu nguyện không? Or do you come when you pray? Tất cả những gì mình làm khi mình cầu nguyện. And you just lightly tap on the door. Mình cứ làm. Mình vỗ nhẹ lên cái cửa. Jesus, yes, you are. Can you please bless me? Làm ơn Chúa. But if you cannot, never mind. Nếu mà Chúa không mở cửa được, không sao. That's not how you pray. Đó không phải là cách mình cầu nguyện. You need to be so desperate in your prayers. Quý vị phải thực sự. You need to pray until quý vị cầu nguyện cho tới khi it annoys the angels in heaven. Không phải là cho mấy thiên sứ ở trên trời cũng như là đúng giảm đến mấy. And the angels are saying, God, if you don't stop this guy knocking on the door. Và các thiên sứ phải nói với Chúa, Chúa ơi, nếu mà không có đáp lời, mấy gã này nó cứ gọi cửa miệng à. That's why you see the verse next after that. Đó là lý do chúng ta thấy cái câu mà tiếp sau. Jesus says, knock. Chúa Giêsu nói hãy gõ. And keep on knocking. Và cứ gõ. Seek and keep on seeking. Hãy tìm và cứ tiếp tục tìm. Ask and keep on asking. Hãy xin và cứ tiếp tục xin. For those who ask and keep on asking will receive. Vì những ai cầu xin và cứ tiếp tục cầu xin thì sẽ nhận được. Those who seek and keep on seeking will find. Người nào tìm và cứ tiếp tục tìm thì sẽ tìm thấy. Those who knock and keep on knocking, the door will be open to them. Người nào mà gõ và cứ gõ mãi thì cửa sẽ được mở cho. You want the secret of prayer? You want to know the secret of prayer? Anh chị em muốn biết bí kíp của sự cầu nguyện không? It's desperation. Đó là gì? Đó là thực sự khao khát. Prayers are answered when you're desperate enough for it. Sự cầu nguyện được đáp lời trong khi chúng ta thực sự khao khát cái điều đó. God, we want 10,000 churches in Vietnam. Chúa ơi, chúng con muốn 10,000 hội thánh ở tại Việt Nam. And we're not saying it would be nice if there was 10,000 churches. Nếu chúng ta nói Chúa ơi sẽ thật là tuyệt vời nếu có 10,000 hội thánh. But just give me one or two also, it's okay. Nếu mà không được thì Chúa cho một hay hai hội thánh cũng được. That's not desperate prayers. Đó không phải là lời cầu nguyện nhiệt thành. You keep asking. Quý vị cứ xin. You keep asking. Cứ xin. Only 300 now, Lord. Chúa ơi bây giờ mới có 300 thôi. We need thousands more. Chúng con cần hơn 1,000 nữa. Knock. Chúng ta gõ. You knock. Go. You ask. We be seek. You seek. We be tìm. You keep on. We be you keep on. It's midnight, Lord. Chúa ơi, nửa đêm rồi. But I don't care. Nhưng mà con không quan tâm. Shame on me if my prayers are not answered. Thật là xấu hổ cho con nếu lời cầu nguyện của con không được đáp lời. Shame on me if my prayers are not answered. Tôi thật là xấu hổ cho con nếu lời cầu nguyện không được đáp lời. I will keep on asking. Con sẽ cứ tiếp tục xin. I will keep on asking. Con sẽ tiếp tục xin. Either I stop breathing. Or my answers, my prayer is answered. Một là lời cầu nguyện của con được đáp lời, không là con tắt thở luôn. I won't stop. Con sẽ không dừng lại. As long as I'm breathing.
chừng nào con còn I won't stop. Con sẽ không dừng lại. That's why I'm knocking on the door. Đó là lý do mà con gõ cửa. I'm desperately asking God. Chúa ơi, con cầu xin Ngài với vô cùng nhiệt thành. I just don't want to see one or two healings. I don't want to see one or two healings. Con không chỉ muốn nhìn thấy một hay là hai sự chữa lành mà thôi. I'm not satisfied with one type of healing. Con không thỏa lòng với một kiểu sự chữa lành mà thôi. I want all those who are sick to receive healing. Con muốn tất cả những ai ốm đau bệnh tật nhận sự chữa lành. I want all sickness and diseases to receive healing. Con muốn tất cả những thứ ốm đau tật bệnh được chữa lành. I'm desperate. Cô ơi, con thực sự khao khát. I'm desperate because too many are dying of cancer. Con thực sự khao khát bởi vì rất là nhiều người đã chết vì ung thư. I'm desperate because too many young people in New Zealand are committing suicide. Con vô cùng nhiệt thành bởi vì rất là nhiều bạn trẻ ở tại New Zealand tự tử. I'm desperate. Chúa ơi, con thực sự khao khát. I'm desperate that they get healed. Con thực sự khao khát để họ được chữa lành. I'm desperate they're set free from drugs and alcohol. Con thực sự khao khát để họ được tự do khỏi ma túy và rượu chè. I'm desperate. Con thực sự khao khát. I will knock. Con sẽ gõ. I will ask. Con sẽ xin. I will seek. Con sẽ tìm. And I'll keep on doing. Và con sẽ tiếp tục gõ xin. Until con nhìn thấy một trả lời. That's the secret of prayer. Đó chính là bí kíp của sự cầu nguyện. One more secret. Thêm một bí kíp nữa. Chapter 18. Đoạn 18. À, bây giờ mới nhảy vô đoạn 18 này. I'm trying to work up your appetite to get you hungry. Tôi đang muốn được khơi gợi đúng không? Cái appetite, cái sự thèm ăn của quý vị. Đó. Because it's 12 o'clock. Bởi vì quý vị sắp tới rồi, gần 12 giờ rồi. So I'm getting you all hungry. Cho nên tôi đang cố làm sao để quý vị đói bụng. Look at Luke chapter 18. Luca đoạn 18. Luke chapter 18. And here you see the parable of the unjust. Tại đây chúng ta mới thấy là ngôn về người quan án không công bình. So if you can read that for us, brother. Yes. Luke chapter 18, verse 1 to 6. Chúng ta xem từ câu 1 đến câu số 6. Đức Chúa Giêsu kể cho môn đồ một ẩn dụ cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Ngài phán, trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vì nể ai cả. Một bà quá trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa, xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ của tôi. Quan tòa từ chối một thời gian, nhưng sau đó ông tự nhủ, dù ta không sợ trời cũng chẳng nể người, nhưng vì bà quá này quấy rầy ta nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kéo bà lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình. Chúa phán, các con có nghe lời quan tòa bắt chính đó nói không? Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là cái ngày đêm kêu xin Ngài mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chẳng? It's an amazing parable. Đây là một ngụ ngôn thật tuyệt vời. Luke tells us why Jesus told this parable. Ông Luca cho chúng ta biết lý do Chúa Giêsu nói dự ngôn này. It's in verse 1. Ở trong câu số 1. He said he told them this parable so that men always ought to pray and not lose heart. Chúa Giêsu kể cho mọi người một ẩn dụ này để họ thấy cần phải cầu nguyện luôn và chớ hề nản lòng. Why did Jesus teach them that parable? Tại sao Chúa Giêsu dạy họ dự ngôn này? Because we give up too easily. Bởi vì chúng ta dễ bỏ cuộc. We give up too fast. Chúng ta bỏ cuộc rất nhanh. He told them this parable so that we won't give up. Chúa nói dự ngôn, Chúa kể dự ngôn này cho chúng ta để chúng ta không bỏ cuộc. Unanswered prayer is a dangerous thing for a Christian. Những lời cầu nguyện không được đáp lời là một điều vô cùng nguy hiểm đối với cơ đốc nhân. When you repeatedly have unanswered prayers, you start losing this faith to pray. Khi mà chúng ta liên tục có những lời cầu nguyện không được đáp lời đó, thì lúc đó chúng ta bắt đầu giống như là đánh mất đức tin. Prayer, the reason for prayer is so that God can answer your prayer. Lý do cầu nguyện là để Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta. But Jesus is saying, nhưng mà Chúa Giêsu nói, that sometimes, đôi khi, we lose heart, chúng ta nản lòng, and we give up, và chúng ta bỏ cuộc. I don't know how many prayers we've given up, and that's why the prayers haven't been answered.
Và tôi biết chúng ta đã bỏ cuộc với nhiều cái lời cầu nguyện và đó là lý do mà lời cầu nguyện đó không được đáp lời. Because he's telling the parable so that you will not give up. Bởi vì sao Chúa nói cái dụ ngôn này để chúng ta không bỏ cuộc. In other words, some people give up. Nói cái khác là gì? Có một số người đã bỏ cuộc rồi. He's telling his parables so that you don't give up. Chúa Giêsu nói dụ ngôn này để chúng ta không bỏ cuộc. Always pray and not give up. Hãy cầu nguyện luôn và chớ bỏ cuộc. And so this is the parable. Đây là dụ ngôn. There's this widow. Có một bà vợ. Again, you got to understand the laws of the land in Israel. Một lần nữa chúng ta sẽ hiểu luật ở tại xứ Israel. In those days, the woman didn't have a title. The woman couldn't possess possessions. Vào thời đó thì người nữ đó thì người ta không có danh xưng chức tước gì cả, họ không thể nào sở hữu người đất đai. So the woman cannot own property. Tức là gì? Họ không thể nào sở hữu cơ ngơi. So a woman will only own property if the father owns it. Và chỉ sở hữu cơ ngơi nếu cơ ngơi đó thuộc quyền sở hữu của người cha. And gives the daughter. Và nhường lại cho người con. Or if the husband owns it. Hoặc là người chồng sở hữu. So those days a woman had no ability to own anything. Vì thế vào thời đó người nữ không có quyền để sở hữu bất cứ thứ gì. So if you are a widow, cho nên nếu là một bà quá, you have no access to legal address. Thì không thể nào giống như là tiếp cận gọi là pháp lý. If you wanted to go to a judge, nếu muốn gặp quan án, you have to go through your father or your husband. Thì mình phải thông qua người cha hay là người chồng. But there was this widow in that city. Nhưng mà ở trong thành đó có một người bà quá. She didn't have legal right to go to the judge. Bà không có quyền hợp pháp để tới gặp quan tòa. But she goes anyway. Nhưng mà dẫu vậy bà đã đi. And she goes to this judge. Bà đi gặp quan án kia. And this is the worst judge in the world. Và đây là ông quan tòa mà có thể nói là tệ nhất ở trên thế giới. He has no fear of man. Ông không sợ con người nào. He has no fear of God. Ông không sợ Đức Chúa Trời. And he's not interested in justice. Và không quan tâm đến công bình. But this widow, nhưng mà người quá buồn này, keeps troubling him. Cứ tiếp tục làm phiền ông ta. He comes out of the courtroom. Anh ta đi ra khỏi phòng xử án. She's there. Bà ta ở đó. Asking him and begging him. Cầu xin ta và nài nỉ ông ta. He leaves her and he goes back home. Anh ta bỏ bà ta, sau đó ông ta đi về nhà. He walks out to feed his dog. Anh ta đi ra để mà cho con chó ăn. She's there. Bà ta ở đó. Pestering him. Đúng không? Như là cầu xin anh ta. Gosh. He wakes up in the morning. Tức dậy trong buổi sáng. He goes out to smell fresh air. Ông đi ra để thở hơi khí trong lành. She's there. Bà ta ở đó. Every day. Mỗi ngày như vậy. Everywhere. Mỗi nơi. She's there. Bà ta ở đó. He walks here. She's there. Bà đi ông đi. Bà ở ông ở. He walks here. She's there. Ông đi đến đây. Bà ở đây. He says to himself. Ông tự nhủ rằng. This woman is wearing me out. Người phụ nữ này làm cho ta kiệt sức vô cùng. I don't care about her. Tôi không có quan tâm đến bà ta gì cả. I don't care about God. Tôi không có quan tâm đến Đức Chúa Trời. I don't care about justice. Tôi không có quan tâm đến công minh. But I care about me. Nhưng mà tôi quan tâm đến chính tôi. She is wearing me out. Bà ta đang làm cho tôi kiệt sức. So because of that, vì tôi đó, he gives her justice. Ông ta cũng xét xử công minh cho bà. Then the Lord says this. Rồi Chúa nói như này. If a human being, nếu một con người, who has no regard for justice, là người không có màng đến công lý của mình, no regard for God, đúng không? Không vì để không sợ Đức Chúa Trời, no regard for man, không vì để con người. If a human being like that can do that, nếu một con người mà như thế mà còn làm được cái điều này, how much more, thì huống chi will God, and look at the words here, chúng ta hãy xem lời ở đây, and shall God not avenge his own elect. What's the word there in your Bible? Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn Ngài? Do you have the word avenge? Báo trả. Yeah. What is that word? Say the word again. Báo trả. Is it there? No. What does it say there? It is ở trong bản dịch cổ truyền thống của mình là dùng chữ gì ạ? Xét lẽ. It's a very light translation. What is it? What does it say? Just you know,
What is the word there? Yes. I look into the case. But the Greek word isn't soft like that. Cái từ ngữ ở trong tiếng Hy Lạp thì nó không có mềm như vậy đâu. The Greek word is not he will look into it. Verse 7, right? Read verse 7. Yes, trong câu số 7 thì không chỉ nói là gì, tức là xét xử, thì xét lẽ, tức là gì, xem xét cái vụ án đó. Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho người được chọn của Ngài? So what? He will look into it. Yeah, he will take a look into the case. The Greek word is not take a look. Ở trong tiếng Hy Lạp không có nghĩa là ông chỉ xem xét cái vụ án đó. The Greek word is avenge. Mà ở trong tiếng Hy Lạp mà cái nguyên ngữ của nó có nghĩa là ông gọi là báo trả. The Greek word tells you that God is unhappy when prayers are not answered. Tiếng Hy Lạp cho chúng ta biết là gì? Đức Chúa Trời Ngài không hạnh phúc khi có những lời cầu nguyện không được đáp lời. God is troubled in his spirit. Giống như là Chúa tâm linh của Chúa giống như là bị quấy rầy. When there's a delay in answers to prayers. Khi có những cái sự trì hoãn ở trong những cái lời cầu nguyện không được đáp lời. What's the delay? Sự trì hoãn đây là gì? See, the word avenge means there's an enemy that's preventing your prayers from being answered. Sự báo trả đây có nghĩa là có một kẻ thù đang ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lời. You remember Daniel? Chúng ta nhớ ông Daniel không? Yeah. When Daniel was praying, khi ông Daniel cầu nguyện, and he hadn't received his answer to prayer. Ông chưa có nhận được sự đáp lời. You remember that story? Quý vị nhớ câu chuyện đó không ạ? And then suddenly the angel comes. Rồi thiên linh, thiên sứ đến. And the angel says to Daniel. Và thiên sứ nói với Daniel. The moment you were praying, God had already sent me to give you an answer. Lúc mà ngươi cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã sai ta đến đem sự đáp lời đến cho ngươi. But the prince of Persia came against me. Vua Pharisee đã đến nhà ta. And Archangel Michael had to come and assist me. Và thiên sứ trưởng là Michael đã phải đến để mà hỗ trợ ta. And he released me so that I could come hastily and tell you the answer. Và thiên sứ đã giải phóng ta để ta vội vàng đến và tỏ cho ngươi sự đáp lời. The key word there is the moment you pray, God had sent the answer. Cái từ khóa ở đó là gì? Lúc mà ngươi cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã đáp lời rồi. But what was the delay? Nhưng mà cái sự trì hoãn đó là cái gì? The enemy. Đó là kẻ thù. The devil had prevented the answer. Ma quỷ đó là ngăn trở cái sự đáp lời. Many times we don't realize the delays in our prayers are not because God refuses to answer, but we have an enemy of our soul. Nhiều lần chúng ta không có nhận ra là cái sự trì hoãn của cái sự đáp lời cầu nguyện của chúng ta không phải là vì cớ Đức Chúa Trời nhưng mà bởi vì cớ kẻ thù của linh hồn chúng ta là ma quỷ. And he's desperately preventing prayers from being answered. Và nó giống như là cách lực ngăn trở sự đáp lời cầu nguyện. You know why? Anh em có biết tại sao không? Because when prayers are answered, bởi vì khi lời cầu nguyện được đáp lời, we are encouraged. Chúng ta được khích lệ. We will pray more. Chúng ta sẽ cầu nguyện nhiều hơn. We are strengthened. Chúng ta đủ thêm sức. The more our prayers are answered, lời cầu nguyện của chúng ta càng được đáp lời. The more our faith arises, thì đức tin của chúng ta càng được dấy lên. That's why the enemy attacks prayer life. Đó là lý do mà kẻ thù tấn công đời sự cầu nguyện. And the Bible tells us, và Kinh Thánh cho chúng ta biết, when prayers are delayed, khi mà lời cầu nguyện bị trì hoãn, it causes God internal anger. Thì điều đó khiến Đức Chúa Trời Ngài nổi giận. Who is he angry with? Chúa giận ai? The enemy of our soul. Chúa giận kẻ thù của linh hồn chúng ta. And he says, you keep on praying. Và Chúa nói, các con cứ tiếp tục cầu nguyện. You cry out to me day and night. Các con cứ kêu cầu với ta ngày và đêm. And I tell you, I will avenge him who stops my prayer. Nói cái con này, ta sẽ báo trả cho kẻ mà làm trì hoãn. I will avenge the one who stops my prayer. Ta sẽ báo trả kẻ mà dám làm trì hoãn cái sự đáp lời của ta. And he says, I tell you, he will avenge them speedily. Và ở đây nói là gì? Đức Chúa Trời sẽ báo trả nhanh chóng. That's why you pray. Đó là lý do quý vị cầu nguyện. The more you need your prayers answered, quý vị càng cần lời cầu nguyện của mình được đáp lời. The more you stand before God and cry out to Him day and night, thì quý vị càng phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời và kêu cầu ngày và đêm. The longer the prayer is not being answered, nếu lời cầu nguyện của quý vị đúng không được đáp lời càng lâu, you keep on praying. Quý vị cứ tiếp tục cầu nguyện. You keep on praying. Cứ tiếp tục cầu nguyện. Because I tell you, bởi vì God is huffing and puffing. God is getting angry. Đức Chúa Trời Ngài đang nổi giận.
Because he is going to speedily answer us. Bởi vì Ngài sẽ đáp lời gọi là tốc hóa cho chúng ta. But look at this. Hãy xem điều này. Jesus said, Chúa Giêsu nói, when the Son of Man comes, will he really find faith on earth? Nhưng khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất trời? You know how you find faith on earth? Làm như thế nào để thấy đức tin trên mặt đất? When you see saints crying out day and night for prayers that are not answered. Khi chúng ta thấy các thánh đồ cầu nguyện yêu cầu ngày cũng như đêm cho những lời cầu nguyện you never lời đáp lời. You never give up. Quý vị không bao giờ bỏ cuộc. Prayers are meant to be answered. Lời cầu nguyện đã cầu nguyện thì phải đáp lời. God answers prayers. Đức Chúa Trời có đáp lời cầu nguyện. If it's not being answered, nếu không được đáp lời, keep on praying. Cứ tiếp tục cầu nguyện. Amen. Keep on praying. Quý vị tiếp tục cầu nguyện until your prayers are answered. Cho đến khi được đáp lời. You never give up. Quý vị không bao giờ bỏ cuộc. Never give up. Không bao giờ bỏ cuộc. You be desperate. Quý vị mong thực sự khao khát. You desperately pray. Quý vị thực sự khao khát trong sự cầu nguyện. And you keep on praying. Và quý vị tiếp tục cầu nguyện. The only time you stop praying. Yes, keep going. The only time you stop praying is when your prayers have been answered. Lúc mà chúng ta không cầu nguyện trong một cái nan đề nào đó, vấn đề nào đó là lúc mà nó đã được đáp lời. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Yeah. It's lunchtime. Yes. Giờ ăn trưa rồi. Do you think God has provided food for us? Quý vị có đức tin để tin rằng Chúa đã cung ứng thức ăn cho chúng ta không? Bless you, Pastor. Okay. Xin giao lại cho lớp.